mời cả nhà nghe lại một trích đoạn cải lương nổi tiếng Con Cò Trắng của cố soạn giả Thu An, do nghệ sĩ diễn viên Lâm Phương, nguyên phó chủ nhiệm biên tập cổ nhạc trung tâm UNESCO Văn hóa thông tin truyền thông thành phố Hồ Chí Minh năm 2010, nhóm nghệ sĩ Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh năm 1996 trình bày. Mẹ, mẹ ơi, con nhớ bức tranh con cò và cái giỏ gạo tàu hương trong những ngày cận Tết. Trời ơi, trời ơi, tôi đang lạc bước bơ vơ mà cảm thấy như đang đứng giữa quê xưa và trong vòng tay mẹ. Với tất cả sự chăm lo đầm ấm của một tình thương dịu cao dời, lê bước lang thang mà lòng vọng thương một phương trời, đôi mắt rưng rưng nhìn tới mẹ cũng như ngày nào mất mẹ lệ rưng rưng. Mẹ bảo rằng con ơi, đây là giỏ gạo tàu hương tự tay mẹ giả cho gạo được sạch cơm sạch cám. Lời mẹ tôi còn văng vẳng bên tai như nhắc nhở thằng con đã lạc cội xa nguồn. Mẹ, mẹ ơi, con nhớ những ngày còn thơ ấu, hễ mỗi khi mưa dầm đường quê trơn trượt, mẹ cõng thằng con mà mẹ bấm từng ngón chân dò dầm đi qua mấy rặng trăm bầu. Cho con khỏi bị lắm lem vui kịp đến trường, Độc Hầu ơi, xa đưa dẫn lại của bà mẹ nào khe khe ru con. Dí dầu cầu gian đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi qua cầu lắc lẻo ngày chi mưa dầm. Mẹ, mẹ ơi, cứu con với mẹ ơi. Mẹ ơi, con đã về đây, con đã về đây, nhưng con không dám gặp mẹ vì hiện tại con chỉ là một chấm đen mờ nhạt. Bao đổ vỡ phân ly tôi tình bạc nghĩa mà thủ phạm gây ra, kẻ đó chính là tôi. Tôi đã vì tiền đánh mất lương tri, đánh mất nghĩa nhân, mới thấy trước mặt tôi nhân nghĩa hiện về. Mẹ ơi, con nhớ bức tranh con cò trắng và giỏ gạo tàu hương, đó là hơi ấm, là tình thương của mẹ. Sao mà nó đẹp đẽ thanh cao, ân sâu nghĩa nặng, biết lấy gì cho xứng với tình người.